Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu, theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Vương Đình Huệ từng là giảng viên, phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Sau đó ông trải qua nhiều cương vị công tác, phó tổng kiểm toán, sau đó là tổng kiểm toán nhà nước, bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng ban Kinh tế Trung ương, phó thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tháng 3 năm 2021, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14. Tháng 7 năm 2021, ông tiếp tục được Quốc hội khóa 15 bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Ngày 22 tháng 4, Bộ Công an phát đi thông tin ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo khoản 4, điều 358 Bộ luật hình sự, ông Hà bị bắt khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Sáng 21 tháng 3, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã xem xét miễn chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường. Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo quy định tại khoản 5 điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau khi thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường. Trước đó, chiều 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thông cáo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng nhận định ông Võ Văn Thường là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng, 54 tuổi, là cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, quê ở Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 10, dự khuyết khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13. Ngày 21 tháng 3, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Việc này được căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Theo quy định tại Điều 93 Hiến pháp, Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước. Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Sáng 21 tháng 3, Quốc hội khóa 15 sẽ họp kỳ họp bất thường thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chiều 20 tháng 3, ngay sau hội nghị bất thường của Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội khóa 15 Bùi Văn Cường đã có thông báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15 vào 8 giờ sáng 21 tháng 3. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 21 tháng 3 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Cũng trong chiều 20 tháng 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bà Lan cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.
theo quy định tại Hiến pháp năm 2013. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội và chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Theo quy định 214/2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì cần phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực khác. Cụ thể, có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân. Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước. Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành, trung ương. Tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!